chiếc xe này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Con mai, ngày mai con có trên YouTube nha. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Nguyễn Nam Anh. À? Nguyễn Nam Anh hả? Dạ. Cái kênh YouTube của con tên gì? Dạ Nam Anh Nguyễn, nhưng mà cái kênh á là mọi người ta chơi nó không có quay clip nữa. Con. Rồi, cái này chị bỏ trong hộp phụ kiện cho bé. Cái không bỏ này mất cái chứ đâu có cầm rồi. Con này màu xanh đẹp quá. Con này em nhờ chú này mở hộp thợ mà. Con này là đẹp nhất trong cái bảng này. Bây giờ chúng ta đang ở hội trường thần xe đại chiến. Đúng rồi, đang ở hội trường thần xe đại chiến, còn hội họp tại chỗ luôn. Đang đập hộp. Đập hộp tại chỗ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nâng cấp rồi nè. Lấy cái gì? Lấy cái màu xanh kìa. Lấy màu xanh hả? Đúng rồi. Lấy màu xanh không được, màu xanh này không được, phải lấy màu trắng mới được. Ôi cái màu trắng nằm ở bên của Bo rồi. Bây giờ lấy cây kính gì đây ta? Rồi lấy cái con này thử cái này coi. Này chắc không được rồi. Không được, nó đụng rồi. Lấy cái này được đây. Được. Ồ. Cái này thì nó không có quay được, không được, nguy hiểm quá. Thôi mình lấy vậy thôi. Không có cái chằng. Không có cái chằng nào bỏ vô được hết trơn á. Nè, cái chằng này bỏ vô được nè. Rồi cái chân về con bỏ vô được rồi, rồi con chạy đi thử nha. Rồi. Mẹ ơi con thắng mãi rồi. Con thắng mãi rồi. Bây giờ con chơi tiếp đây. Thank you.
đây, chỗ đây, chỗ. Ủa, chị thấy hả? Ủa, là con bên nào? Con bên này. À, vậy là con bo thua rồi. Bo thua rồi. Cái này thắng là vậy. À, cái này thắng là của này nè. Đâu sao, sao rồi. Con của này nâng cấp rồi mà cũng bị thua con nè. Đấy nó chỉ nhanh hơn mà không? Không có, nó chạy nhanh hơn mà giờ sao nó bị thua. Nhưng mà đấy nó bị kẹt. Các bố mẹ hãy mua tặng cho con mình nhân dịp mùa hè lần đến các bố mẹ nha. Thưa mến, tặng ngay từ khuôn viên Đường Đua Tử Thần thì điều gì đang diễn ra quá đông như vậy? Và Đường Đua Tử Thần là đường đua khó khăn nhất với những đường... Chơi nhanh lắm hả? Con không bị thua hả? Bỏ tay vô nha, chặt tay vô.